Tình trạng xâm thực bờ biển tại các tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Mekong đang ngày càng nghiêm trọng trong những năm gần đây, khiến cho toàn khu vực mất đi hàng trăm hecta đất và rừng phòng hộ ven biển mỗi năm. Ngay cả tại các địa phương có truyền thống bồi đắp, lấn biển tự nhiên như Cà Mau, thì nay cũng phải đối mặt với tình trạng mất đất, mất rừng do xâm thực bờ biển hàng năm. Việc xâm thực bờ biển kéo dài trong nhiều năm đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân địa phương, đồng thời gây ra những thảm họa thiên tai cho con người, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, đến sự ổn định của môi trường sinh thái tự nhiên. Trước thực trạng này, đòi hỏi các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền các cấp phải gấp rút tìm các giải pháp để ngăn chặn tình trạng xâm thực bờ biển ở khu vực đồng bằng sông Mekong hiện nay. Theo cái kết quả điều tra hiện trạng cũng như điều tra thực địa và khảo cứu của các cái đề tài dự án nghiên cứu liên quan, thì trong cái tổng số của 774 km bờ biển của đồng bằng sông Cửu Long thì có đến 299 km là có sạt lở với tốc độ từ 10 đến 40 m trên một năm. Nổi lên những điểm như là Tân Thành, Cồn Ngang, rồi Gò Công ở Tiền Giang, hoặc là Thừa Đức ở Bến Tre, Hiệp Thạnh ở Trà Vinh, rồi Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Nhà Mát, Bạc Liêu, Đầm Dơi và đất mũi ở Cà Mau. Nói về nguyên nhân của cái việc sạt lở vùng ven biển này, nguyên nhân thứ nhất là phải nói là nguyên nhân về phát triển thủy điện và đập, cũng như dùng nước ở trên vùng thượng nguồn, hay tạm gọi là thay đổi về lưu vực. Thì khi mà xây dựng các cái đập thủy điện thì nó chặn cái dòng sông lại và làm cho cái kết quả là phù sa và bùn cát chuyển về vùng ven biển ngày càng ít dần. Nguyên nhân thứ hai là phải nói rằng là khi phát triển kinh tế xã hội của các nước thượng nguồn như Lào, Campuchia, rồi chính nội tại của đất nước ta ở tại đồng bằng thì cần một cái lượng cát rất lớn. Và như vậy thì đòi hỏi mình phải khai thác cái nguồn cát từ tự nhiên từ dòng sông để mà san lấp, để mà xây dựng phát triển. Thì đấy cũng là nguyên nhân khi chúng ta lấy cát nhiều thì cái tính cân bằng cát cũng như là cái lượng cát ven biển nó sẽ giảm đi. Nguyên nhân thứ ba thì phải nói là nguyên nhân là do mình tổ chức sản xuất ở cái vùng ven biển là cũng có nhiều cái lộn xộn. Ví dụ như mình chưa có những cái quy hoạch tổng thể để có các cái đới bờ, những cái vùng làm tăng cái chức năng bảo vệ của vùng ven bờ. Nguyên nhân thứ tư thì phải nói là cái nguyên nhân do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Cái biến động này ấy, là càng ngày càng tăng. Cái tính bất thường về thời tiết làm cho gió, sóng và vùng ven biển ngày cũng càng bất thường. Thì đấy là nguyên nhân làm gia tăng các cái sóng cũng như gió để tạo ra các cái động lực học về ven biển nó thay đổi. Và nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân do sụt lún trên đồng bằng. Nạn xâm thực bờ biển đã diễn ra từ nhiều chục năm trước. Tuy nhiên, do trước đây mức độ xâm thực chưa nghiêm trọng nên việc chống sạt lở bờ biển cũng được các địa phương tiến hành theo các phương pháp thủ công, thô sơ, dựa vào nguồn nguyên vật liệu tại chỗ là chính. Đồng thời, các nhà khoa học khi đó cũng chưa có những chương trình nghiên cứu về ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong các giải pháp chống sạt lở bờ biển tại các địa phương thuộc đồng bằng sông Mekong. Trước đây thì cũng không phải là không có sạt lở, không có xói lở. Thế nhưng mà cái xói lở nó diễn ra nó ít hơn, xu thế bồi nó nhiều hơn. Và cái chỗ nào mà bị xói lở thì người ta có những cái phương pháp rất là thô sơ như các cái cành cây, hoặc là chúng ta làm những cái giải pháp bị động để bảo vệ bờ ngay trực tiếp ở chỗ đấy. Thế nhưng mấy năm gần đây ấy, thì do cái sạt lở bờ biển nó xảy ra rất là lớn và nó phức tạp. Đặc biệt như chúng ta biết là Gò Công những năm 2000 thì nó sạt lở với tốc độ hàng trăm mét một năm. Rồi ở Cà Mau thì những năm vừa qua thì là tốc độ nó sạt lở cái rừng ngập mặn mất gần 500 hecta một năm. Tỉnh Tiền Giang là một trong số các địa phương có bờ biển bị xâm thực ở mức độ nghiêm trọng. Trong đó, ở khu vực Cồn Cống thuộc huyện Tân Phú Đông và khu vực Tân Thành thuộc huyện Gò Công Đông là những địa bàn bị xâm thực bờ biển mạnh nhất với hàng chục mét chiều sâu bờ biển mỗi năm. khiến cho đời sống sinh kế cũng như sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân ven biển ngày càng bị đe dọa. Trong suốt thời gian từ những năm sau vậy thống nhất đất nước đến giờ thì chính quyền và nhân dân khu vực vùng bị sạt lở này hết sức vất vả. Có những năm thì vào những ngày Tết thì xe máy của nhiều công ty đã tập trung vào đây nhưng mà vẫn không chống nổi với cái sạt lở bờ biển. Người dân phải vất vả, có lúc phải bỏ chạy rồi phải đưa tới cả lực lượng quân đội xuống để cứu hộ, đặc biệt là trong những năm mà có bão. Trước thực trạng đó, để ngăn chặn hiệu quả nạn xâm thực bờ biển, đồng thời giúp tái tạo hệ sinh thái tự nhiên, tiến tới tái lập không gian rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, nhiều tổ chức doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn tại các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến và ứng dụng vào thực tiễn. Các giải pháp này đã đem lại hiệu quả ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng quan trọng hơn, việc có nhiều tổ chức doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn tham gia chương trình phòng chống xâm thực bờ biển đã tạo được hiệu ứng xã hội về công tác bảo vệ tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và định hướng phát triển kinh tế bền vững tại các vùng ven biển. Chính vì vậy mà người ta đã có nhiều cái giải pháp để khắc phục nó. Thì trong đấy có rất nhiều cơ quan, đoàn thể, rồi có một số công ty người ta cũng tham gia xây dựng những cái công trình bảo vệ bờ. Trong đó có cái kè ly tâm của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, có cái kết cấu cấu kiện BUSACO của cái công ty BUSACO người ta xây dựng, rồi có những cái loại kết cấu mà đôi đê trụ rỗng rồi của Viện Thủy công, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, và có các cái loại mềm là riêng tiếp người ta thực hiện. Thì có một số cái giải pháp mà nó đem lại cái tác dụng rất là tốt, nhưng có một số thì nó vẫn còn có những đề nghiệp biển trong của nó. Ví dụ như ống gieo tiếp chẳng hạn, khi chúng ta đổ cát vào trong cái ống thì cái cao trình nó rất cao, thế nhưng mà khi mà sóng nó đánh vào thì cái bản thân cái ống vô tiếp đấy, cát ở bên trong nó sẽ được đầm lại và nó làm nó xẹp cái đầu đi. Chính cái đỉnh đê nó bị thấp xuống, nó làm cho cái khả năng chống sóng nó kém đi. Rồi bên cạnh đấy cái ống nó rất dài, cho nên là khi mà thủy diều nó rút thì cái dòng ven bờ, cái dòng ven của cái phía trong á, của cái giao tiếp đó sẽ sinh ra cái rãnh, và sau đấy các sóng nó đánh thì nó lại làm cho cái rãnh đấy nó cái bao nó tụt xuống, và như vậy thì nó mất tác dụng. Ở cấp quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện cụm 6 đề tài nghiên cứu sạt lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long nhằm tìm ra giải pháp bảo vệ bờ biển phù hợp. Trong đó, công nghệ đê giảm sóng kết cấu rỗng TC1 và TC2 bảo vệ bờ biển do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện và đã được ứng dụng thực tế tại bờ biển khu vực Tân Thành và khu vực Cồn Cống của tỉnh Tiền Giang. Với kết cấu TC1 có mặt cắt dạng chữ A là một đơn nguyên cấu kiện có chiều dài 2,5 m, cao 2,6 m và bề rộng chân là 3,12 m, được bố trí gờ hình răng cưa nhằm tăng diện tích tiếp xúc cấu kiện và nền móng, tăng ma sát đáy giúp đê ổn định. Mỗi cấu kiện được bố trí ngàm âm dương để tạo sự liên kết khi lắp ghép, giúp tăng ổn định cho tuyến đê. Với kết cấu TC2 có dạng hình chóp cụt, mỗi đơn nguyên cấu kiện có chiều dài 3,6 m, cao 2,5 m và bề rộng chân là 3,8 m, được mở rộng ra 4 hướng. Với kiểu mặt chân đế được vát hướng ra bên ngoài, có tác dụng làm tăng trọng lượng phần chân đế, giúp cấu kiện ổn định. Đồng thời, phân bố đều tải trọng của cấu kiện truyền xuống nền, giảm chi phí xử lý nền và giảm xói lở ở chân công trình. Hiện nay thì có các cái công nghệ như là TC1, TC2 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nghiên cứu, có một cái hình dạng bê tông đúc sẵn và với một cái kết cấu có cái khe rộng thích hợp để vừa giảm được sóng nhưng vừa có thể để cho dòng nước đi qua, luồn qua và tạo được những cái gáy bồi. Thì kết cấu này thì đã được nghiên cứu ở tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và sau đấy thì đã được đúc sẵn tại nhà máy. Thì ưu điểm của cái công nghệ này là sản xuất tại nhà máy cho nên là chất lượng cũng như là cái tính lắp ghép của nó cao và thi công nhanh, quản lý chất lượng tốt. Cái đê giảm sóng kết cấu rỗng này được Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chúng tôi nghiên cứu trong cái mô hình toán và cái mô hình vật lý trong cái phòng thí nghiệm thủy động lực sông biển để đánh giá thứ nhất là về cái tiêu chí thứ nhất là về cái hiệu quả giảm sóng là tốt nhất, thứ hai là giảm cái sóng phản xạ trước chân công trình, từ đấy là nó sẽ giảm được cái xoáy chân công trình, thứ ba là cái khả năng trao đổi môi trường trước và sau công trình, vì cái đê này có các cái lỗ rỗng nên mình sẽ thiết kế, chúng tôi thí nghiệm với những cái lỗ rỗng khác nhau để chọn ra được cái độ rỗng tối ưu, từ đó là đảm bảo cái sự trao đổi bùn cát phía trong và phía ngoài công trình là không bị gián đoạn. Còn cái thứ ba là tiếp tạo được cái môi trường trao đổi liên tục giữa bên trong bên ngoài, không cản trở đến quá trình di chuyển của các loài động thực vật. Và cái thứ tư là cái tuổi thọ của công trình là nó phải cao, vì cái đê này nó thiết kế nó nằm ngoài biển nên là cái môi trường nó rất là khắc nghiệt, như môi trường nước mặn để sóng gió, nên là phải sử dụng các cái kết cấu bê tông cốt thép để đảm bảo được tuổi thọ công trình là tốt nhất. Ưu điểm của tuyến đê giảm sóng kết cấu rỗng là giảm sóng tác động lên bờ biển, tiêu tán năng lượng sóng nhờ vào độ rỗng bề mặt cấu kiện, giảm sóng phản xạ và áp lực lên thân đê. Cấu kiện với kết cấu rỗng và có lỗ ở bề mặt cho phép bùn cát từ bên ngoài vận chuyển qua thân đê, tạo bồi lắng ở phía sau, đồng thời che chắn cho cây non sinh trưởng và phát triển. Mặt khác, kết cấu này ít cản trở đến quá trình di chuyển của động thực vật dưới nước, thuận lợi cho quá trình trao đổi môi trường trước và sau đê. Sau khi công trình gây bồi tại bãi, khôi phục rừng ngập mặn, thì kết cấu này có thể tái sử dụng di dời sang vị trí mới để tiếp tục gây bồi, tạo bãi mở rộng đất đai. Chúng tôi cũng mô phỏng những cái mô hình toán để bố trí không gian công trình, vì cái bố trí cái tuyến đê giảm sóng là bố trí không gian là rất là quan trọng để đánh giá được cái khoảng cách giữa cái công trình nó cách bờ như thế nào, nó đặt ở vị trí nào và khoảng hở giữa các cái đê nó là bao nhiêu, thì những yếu tố này là rất là quan trọng để đánh giá cái khả năng giảm sóng cũng như cái khả năng bồi lắng phía sau công trình. Đây là một trong những cái vấn đề rất là khó và cần phải mô phỏng và tính toán với nhiều các cái phương án khác nhau, vì khi mình xây dựng ngoài thực tế thì cái việc mà lựa chọn cái vị trí công trình nó đúng, nó phù hợp thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao nhất. Ví dụ như chúng tôi thiết kế cái đê giảm sóng ở khu vực Cồn Cống ấy, thì cái khu vực này là nó gần cái cửa sông ven biển, thì chính vì vậy là chúng tôi đã thiết kế cái đê này nó cách cái bờ khoảng cỡ 100 mét và các cái khoảng hở là khoảng 20 mét, thì chính vì vậy là cái mức độ giảm sóng nó cũng rất là tốt và cái đảm bảo cái môi trường trao đổi phía trong và phía ngoài công trình, từ đó là cái bồi lắng của cái công trình này là nó đạt cái hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên sang cái khu vực Tân Thành thì cái khu vực đấy thì lại trực diện với biển nên là sóng và dòng chảy nó mạnh hơn, thì chúng tôi cũng đã tính toán điều chỉnh lại cái thứ nhất là về cái kết cấu là nó lớn hơn, chiều cao nó 3 mét và hai là cái khoảng hở nó cũng nhỏ hơn để nó đảm bảo là sóng không truyền qua cái cửa đê nó lớn, thì từ đó là cái dòng chảy phía sau đê là nó cũng nhỏ và nó đảm bảo được cái hiệu quả gây bồi là tốt nhất. Đê giảm sóng kết cấu rỗng được nghiên cứu với chức năng giảm sóng, giảm dòng chảy tác động trực tiếp vào bờ biển, không cản trở quá trình trao đổi môi trường tự nhiên trước và sau công trình. Qua đó, tạo điều kiện gây bồi, tạo bãi và tái tạo hệ sinh thái ven biển vốn có một cách tự nhiên nhất. Về nguyên lý hoạt động của đê giảm sóng kết cấu rỗng, các cấu kiện được đặt trên bè cừ tràm chống lún và gia cố đá hộp trước sau công trình. Cấu kiện ổn định trên nguyên lý trọng lực. Trong đó, bè cừ tràm giúp phân bố đều tải trọng trên nền đất yếu và giảm lún cho công trình. Lỗ rỗng giúp giảm áp lực sóng tác dụng lên cấu kiện. Đá hộp tăng lực chống trượt và chống lật. Ngàm liên kết giúp cấu kiện làm việc theo nhóm. khả năng tiêu tán năng lượng sóng của cấu kiện và hạn chế sóng phản xạ trước công trình, được tối ưu bởi cách bố trí lỗ rỗng trên hai mặt cấu kiện. Để giảm sóng bảo vệ bờ biển thì trên thế giới cũng như trong nước thì có rất nhiều các cái loại đê đã áp dụng để bảo vệ bờ biển khỏi xói lở. Thì đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long ấy, có một cái điều kiện đặc biệt, thứ nhất là các cái bờ biển này thì nó bị chia cắt bởi các cái cửa sông rất là lớn như sông Cửu Long. Thì chính vì vậy là cái nguồn bùn cát từ trên thượng nguồn hàng năm nó cũng vẫn đổ về các cái cửa sông cũng khá là lớn. Trước đây thì cái hàm lượng nó khoảng cỡ là 160 triệu tấn một năm. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì do ảnh hưởng của xây dựng các cái thủy điện thượng nguồn thì cái nguồn phù sa nó đã bị suy giảm. Tuy nhiên thì cái hàm lượng mà bùn cát ở dọc theo các cái cửa sông này cũng vẫn đang còn. Thì chính vì vậy là chúng tôi thiết kế một cái đê dạng rỗng này, nó có những cái điểm khác biệt. Thứ nhất ấy, là nó có cái lỗ rỗng và nó để cho bùn cát nó có thể là đi từ bên ngoài nó vào trong sau cái đê, nó bồi lắng lại. Thì nó cũng cái chức năng nó cũng tương tự như cái rừng ngập mặn, tức là nó sẽ giảm được sóng và dòng chảy, từ đó là nó gây bồi nó nhanh hơn. Và cái thứ hai là mình bố trí các cái cửa đê nó đảm bảo cái sự lưu thông giữa bên trong bên ngoài, nó không cản trở đến các cái hoạt động của cái động thực vật. Và một cái điểm nữa là cái đê này thì chúng tôi thiết kế là với các cái cấu kiện là lắp ghép, và cái đê này nó có khả năng là khi mà mình đã gây bồi tạo bãi và rừng ngập mặn nó đã phát triển thì sau khoảng khi mà 5-6 năm khi cái cây rừng nó đã trưởng thành rồi thì có thể tái sử dụng những cái cấu kiện này, di chuyển đến cái vị trí mới để làm những cái tuyến đê giảm sóng mới để mở rộng cái rừng ngập mặn, đảm bảo theo cái tiêu chí là cái tuyến đê ngăn nước thì phía trong và cái tuyến đê giảm sóng phía ngoài, và đảm giữ được cái rừng ngập mặn nó tối thiểu là phải 150 mét. Còn nếu mà rộng được, càng rộng thì càng tốt. Tại khu vực bờ biển Cồn Cống, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, hệ thống đê giảm sóng TC1 và TC2 được triển khai xây dựng và hoàn thành từ cuối tháng 12 năm 2019. Ở thời điểm đó, đây là khu vực bị xâm thực bờ biển rất nghiêm trọng, đe dọa đến sự tồn tại của nhiều công trình nhà ở cũng như các khu nuôi trồng thủy sản của người dân trên bờ. Tuy nhiên, sau khi thi công, lắp đặt hệ thống đê giảm sóng kết cấu rỗng thì đã có sự thay đổi rất rõ rệt đối với hệ sinh thái nơi đây. Kết quả đo đạc hiện trường cho thấy hiệu quả giảm sóng của công trình bảo vệ bờ biển Cồn Cống đạt từ 60 đến 70%, chiều cao sóng phía sau công trình nhỏ hơn 0,3 mét, cho hiệu quả chống xói lở bờ rõ rệt. Cụ thể, bãi biển sau đê được bồi lắng với chiều dày lớn nhất đạt khoảng 1 mét, và không có dấu hiệu xói chân trước công trình. Từ vùng biển luôn trong tình trạng bị xói lở, dần ra các lớp cát và bùn được bồi lắng phía bên trong đê, đồng thời các loại động thực vật ven bờ đã được tái sinh nhanh chóng. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai xây lắp đê giảm sóng kết cấu rỗng, khu vực ven biển Cồn Cống đã xuất hiện những mảng màu xanh lớn của cây bần và cây mắm được mọc lên từ lớp bùn lắng đọng sau đê giảm sóng. Theo tính toán, đây sẽ là cơ sở để hình thành lớp rừng phòng hộ ven biển của Cồn Cống sau này. Cái kết cấu này đã đưa vào ứng dụng tại cái khu vực Gò Công, Tiền Giang mà đã đạt kết quả rất tốt. Thứ nhất là cái khả năng mà giảm sóng, gây bồi thì tốt hơn so với những các cái loại công trình khác, cái loại cấu kiện khác. Cái thứ hai là thời gian thi công rất là nhanh, và cái việc mà xây dựng nó thì rất đảm bảo chất lượng, bởi vì là nó được xây dựng, nó đục đúc tại trong nhà máy, sau đó là đưa ra công trường, chuyên trở đến công trường, đến cái vị trí và đặt, dùng cái máy cẩu để đặt nó tại cái vị lên các cái vị trí trên cái dọc cái tuyến như vậy, theo cái kết quả nghiên cứu bố trí mặt bằng không gian của cái hệ thống công trình này, và tôi thấy rằng kết quả tốt. Và như vậy thì nếu như mà trong trường hợp mà cái công trình này đặt cái cao trình đỉnh nó không đúng so với thực tế thì có thể là dịch chuyển nó vào cái phía trong hoặc ra ngoài, tức là tính cơ động của nó cao. Và sau từ năm 2019 đến giờ này thì công trình vẫn ổn định, trải qua rất là nhiều mấy cái mùa gió chướng thì nó vẫn là hoạt động tốt, và đến giờ này thì cái khả năng gây bồi nó đã đến 2-30 phân trong một năm, trung bình một năm, và tôi thấy như vậy là cái triển vọng rất khả quan. Bên cạnh đấy thì cái cây rừng ngập mặn nó đã từng bước khôi phục lại và nó đang sinh sôi nảy nở, mà hy vọng rằng cái khu vực này sẽ là khu vực thí điểm để Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có thể triển khai ra các cái vùng khác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều cái nơi khác có điều kiện tương tự. Do đặc thù thi công ở nền địa chất yếu, đồng thời ở những khu vực ven biển có cường độ sóng biển mạnh kết hợp với chiều cường, nên một trong những khó khăn đối với các giải pháp chống xói lở bờ biển là phương án thi công và quy trình quản lý chất lượng công trình. Đồng thời, việc thi công các công trình bảo vệ bờ biển chỉ có thể thực hiện vào những thời điểm biển lặng, tương đương với thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm, nên đòi hỏi các giải pháp công nghệ vừa phải đảm bảo hiệu quả giảm sóng, vừa đảm bảo độ bền sử dụng, nhưng cũng đồng thời phải thuận lợi trong quá trình thi công công trình. Từ yêu cầu thực tế đó, các nhà khoa học của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã chọn giải pháp sử dụng cấu kiện bê tông đúc sẵn tại nhà máy để đảm bảo kiểm soát tốt nhất quy chuẩn chất lượng. Sau khi các cấu kiện bê tông được nghiệm thu tại nhà máy sẽ được vận chuyển bằng xà lan tải trọng lớn đến chân công trình, đồng thời sử dụng cầu chuyên dùng để lắp đặt các cấu kiện thành đê giảm sóng thân rỗng theo yêu cầu của thiết kế cũng như quy mô công trình. Cái lợi ích của cái đê giảm sóng này khi mà địa phương ứng dụng ấy thì có một số cái ưu điểm như thế này. Thứ nhất ấy là cái tuổi thọ nó cao, bởi vì là các cái kết cấu này, đê này là sử dụng cái kết cấu bê tông cốt thép. Đấy, hai là cái chi phí ấy, thì nó cũng là hợp lý, nó cũng phù hợp với một số các cái giải pháp bảo vệ bờ biển hiện nay cũng đang áp dụng. Tuy nhiên nó một cái ưu điểm là cái cấu kiện này nó có thể tái sử dụng, và nó khi mà cái yêu cầu về gây bồi tạo bãi nó hoàn thành, nó có thể là sử dụng để làm một cái tuyến đê mới. Chính vì vậy là cái việc mà chi phí trong thời gian tới khi mà xây cái đê mới thì nó có thể nó sẽ là thấp hơn. Về cái mặt môi trường thì các cái cấu kiện này cũng sản xuất một lần nên là nó cũng sẽ ít ảnh hưởng đến cái môi trường. Và hai là nó là cái vật liệu là kết cấu nó rất là vững chắc, thì nó đảm bảo được cái tồn tại lâu trong cái môi trường biển. Về cái mặt môi trường tự nhiên thì khi mà cái hệ thống đê này xây dựng xong ấy thì gây bồi tạo bãi và nó khôi phục được cái hệ thống hệ sinh thái rừng ngập mặn, cũng như thế là các cái loài sinh vật thủy hải sản. Nó có thể là như cái đê rỗng này cũng là một cái nơi rất tốt để cho các cái loài thủy hải sản trú ngụ, và một số công trình như Cồn Cống hay là Tân Thành hiện nay là các cái cây rừng ngập mặn nó cũng đã tái sinh. Thì chính vì vậy là tôi cũng thấy là đây là một cái tín hiệu rất là tích cực trong tương lai, thì khi rừng ngập mặn nó đã phát triển, nó đã trưởng thành rồi, thì chính rừng ngập mặn nó là một cái tấm lá chắn xanh để phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, cũng như thế là nó mang lại cái đa dạng cái hệ sinh thái và bảo vệ cho cái người dân khu vực ven biển. Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũng là điểm xói lở nghiêm trọng khi bờ biển đã bị xâm lấn từ khoảng 400 đến 500 mét chiều ngang trong những năm qua. Trong khi đó, theo quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương thì khu vực này sẽ tập trung phát triển du lịch và nuôi trồng thủy hải sản. Chính vì vậy, giải pháp ngăn chặn sự xói lở bờ biển được đặt lên ưu tiên hàng đầu, và công nghệ đê giảm sóng thân rỗng vốn đã thành công ở Cồn Cống tiếp tục được lựa chọn để triển khai xây dựng tại khu vực bờ biển xã Tân Thành. Đến nay, chỉ sau hơn một năm hoàn thành và đưa vào sử dụng, hệ thống đê giảm sóng tại Tân Thành đã đem lại hiệu quả rõ rệt khi giúp bồi lắng phía sau đê đạt xấp xỉ 0,5 mét so với trước khi xây lắp đê. Đồng thời, hệ động thực vật tự nhiên cũng bắt đầu sinh sôi tại các vị trí bồi lắng. Tôi cũng đã có nhiều lần, nhiều năm tham gia trong cái nghề thủy lợi này, đã từng chống lụt bão, rồi là xuống trực tiếp với người dân. Hôm nay quay trở về đây chúng tôi hết sức là xúc động và rất mừng cho người dân ở đây. Khi kè này được nối tiếng là từ ở toàn tiếng mà về cho kể cả Tân Phú Đông và Gò Công Đông thì người dân ở đây hết sức là yên tâm, ổn định đời sống và yên tâm sản xuất. Hồi xưa thì biển nằm khoảng 5-6 mét ngoài kia, là mỗi năm là sóng gió này là mỗi một năm là lỡ vô miếng khoảng chừng mấy chục năm nay là vô tới miệng cầu miệng đồ của người ta là sạt lở ráo, không có địa phương không còn làm ăn gì được, ráo kinh tế không có thu nhập được, rồi trẻ thì đi làm công chuyện này, người đi làm công chuyện kia cũng ít có ở đây, rồi dời nhà về miền Tông đó à. Rồi bữa nay thì địa phương có làm một cái kè đê thì thấy cũng an toàn, mới mấy tháng nay thấy cũng lên 5-6 tấc cát và đất. Lúc mà làm con đê này tới nay thấy cũng yên tâm, nhà sàn thì cũng im, còn lúc trước thì sóng đánh nó lỡ nó quýnh nhà sàn này, cây rồi nó gãy đó, còn lúc này im lặng tan vô quýnh ở ngoài, có cái kè nó chịu lại rồi thì vô tông này cũng như tông đìa vậy. Cuộc sống thì cũng ổn, đi mà cũng yên tâm chứ không có lo lắng gì nữa. Theo số liệu khảo sát mới nhất, hiện đang có gần 300 km trên 700 km bờ biển của khu vực Nam Bộ đang tiếp tục bị xâm thực ở mức độ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Vì vậy, cần đẩy nhanh các giải pháp, các chính sách để các địa phương sớm có điều kiện triển khai công tác phòng chống xói lở bờ biển theo đặc thù của từng địa bàn. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan nghiên cứu khoa học cũng như các doanh nghiệp mạnh dạn tham gia vào nhiệm vụ này. Như tôi đã nói ban đầu là các cái nguyên nhân mà nó tạo ra cái việc lấn chiếm xâm thực bờ biển hiện nay thì nó có nhiều cái nguyên nhân, và trong đó có cái tổng hợp từ thượng nguồn xuống hạ nguồn và dòng chảy cũng như con người và tự nhiên. Chính vì vậy đây là một cái vấn đề khoa học hết sức phức tạp và đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp tục đầu tư, cần phải tiếp tục quan tâm từ cấp quản lý, các nhà khoa học cũng như là các cái tổ chức sản xuất tại khu vực. Chính vì vậy mà việc ứng dụng các cái công nghệ khoa học vào trong cái xâm thực bảo vệ bờ biển nó không chỉ tập trung vào dải ven biển mà còn có các cái nghiên cứu cũng như các cái ứng dụng để quản lý dòng sông, quản lý cát, quản lý các cái công việc mà sản xuất, tổ chức sản xuất vùng ven biển. Đồng thời kết hợp với đó là các cái giải pháp mềm về trồng rừng, về sắp xếp tổ chức lại sản xuất cũng như là ổn định dân cư vùng ven biển để làm sao có được cái tính ổn định tổng thể, có cái tính thích ứng, tính thích nghi đối với lại biến đổi khí hậu, đối với nước biển dâng cũng như sụt lún. Đồng thời phải khuyến khích hơn nữa các cái mảng khoa học công nghệ về ứng dụng các cái công trình có giá thành hợp lý, các cái công trình mà có thể gây bồi tạo bãi để tái tạo lại những cái vùng biển đã bị xâm thực vốn đã mất đi trước đây, để tạo ra lại những cái ổn định cho vùng ven biển hiện nay. Biến đổi khí hậu cùng với sự khai thác quá mức của con người đối với tài nguyên thiên nhiên đang có tác động lớn đến dòng chảy hạ lưu của các con sông đổ ra biển. Bên cạnh đó, các tác động tại chỗ cũng đang khiến Việt Nam mất đi hàng trăm hecta bờ biển mỗi năm do nạn xâm thực gây ra. Do đó, cùng với những ưu đãi về chính sách, về cơ chế cho các địa phương thì cũng cần khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động chống xói lở và bảo vệ bờ biển ở nước ta nói chung, ở các tỉnh ven biển của khu vực đồng bằng sông Mekong nói riêng hiện nay.